Sáng ngày 25 tháng 12 nhằm 22 tháng 11 năm Tân Sửu, tại văn phòng Ban trị sự chùa Quốc Thanh, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hậu Giang đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2021 và phương hướng hoạt động Phật sự năm 2022. Chứng minh và tham dự có Hòa thượng Thích Giác Giàu, trưởng Ban trị sự Phật giáo tỉnh Hậu Giang, Thượng tọa Thích Phước Thành, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó trưởng Ban thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh, Hòa thượng Thích Thiện Huệ, Phó Ban trị sự Phật giáo tỉnh, Thượng tọa Thích Thông Hạnh, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó trưởng Ban kiêm Chánh thư ký Ban trị sự Phật giáo tỉnh, Đại đức Danh Tuấn, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó Ban trị sự Phật giáo tỉnh, cùng chư tôn đức thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh Hậu Giang và đại diện các ban trị sự huyện thị thành. Đại diện chính quyền có ông Trần Khánh Tòng, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Hậu Giang, ông Nguyễn Minh Phụng, Trưởng ban Dân tộc Tôn giáo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, bà Phạm Thị Thùy Dung, Phó ban Dân vận tỉnh ủy. Qua báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2021 do Thượng tọa Thích Thông Hạnh trình bày, được biết trong năm qua, do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hậu Giang đã yêu cầu các ban trị sự huyện thị thành và các đơn vị trực thuộc trong tỉnh thực hiện nghiêm các nguyên tắc phòng chống dịch, khuyến khích các cơ sở tự viện hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu chống dịch, giúp đỡ bà con đang trong các khu phong tỏa cách ly bằng nhiều hình thức thiết thực. Thực hiện theo thông tư của Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hậu Giang đã hướng dẫn sát sao Ban trị sự các huyện thị thành trong tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo khóa 10 nhiệm kỳ 2021-2026 an toàn và thành công tốt đẹp. Các ngày lễ lớn của Phật giáo và dân tộc, Phật giáo tỉnh hướng dẫn các tự viện trong tỉnh triển khai công tác nghi lễ một cách trang nghiêm, an toàn trong dịch bệnh. Nhằm giúp đỡ và chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, công tác từ thiện xã hội luôn được Phật giáo tỉnh Hậu Giang quan tâm. Trong năm qua, nhiều công tác đã được thực hiện đa dạng và quy mô với tổng kinh phí gần 8 tỷ đồng. Tiếp đó, Thượng tọa Thích Thông Hạnh tiếp tục trình phương hướng hoạt động Phật sự năm 2022 gồm 12 điều. Theo đó, Ban trị sự tỉnh sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được và quyết tâm hoàn thành tốt mọi Phật sự. Tại đây, Thường trực Ban trị sự đã lắng nghe ý kiến của chư tôn đức tăng ni và quý đại biểu tham dự nhằm hoàn thiện bản báo cáo công tác Phật sự năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Đại diện chính quyền ông Nguyễn Minh Phụng gửi lời cảm ơn đến Ban trị sự tỉnh đã luôn đồng hành cùng chính quyền phòng chống dịch COVID-19 cũng như hỗ trợ bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, ông gửi lời chúc mừng các thành tựu Phật giáo tỉnh đã đạt được, biểu dương các hoạt động an sinh xã hội phòng chống dịch cũng như sự kiện toàn trong công tác tổ chức giáo hội. Ban đạo từ tại hội nghị, Hòa thượng Thích Thiện Huệ hoan hỷ tán dương những thành tựu Ban trị sự tỉnh đã đạt được. Hòa thượng tin rằng với tinh thần hòa hợp đoàn kết, Phật giáo tỉnh nhà sẽ ngày càng phát triển vững mạnh. Cuối lời, Hòa thượng chúc toàn thể chư tôn đức tăng ni và lãnh đạo các cấp tham dự được nhiều sức khỏe, an vui.